Chú ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa, thần khí liền đẩy người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa 40 ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên thần hầu hạ người. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đó là lời Chúa. Chúng ta đang sống trong mùa chay Thánh. Mùa chay là một cơ hội để chúng ta nhìn lại các mối tương quan của chúng ta. Mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, mối tương quan của chúng ta với anh chị em và mối tương quan của chúng ta với chính bản thân của mình. Và khi nhìn vào ba mối tương quan đó, chúng ta cảm thấy sống tương quan không phải là điều dễ. Nó không dễ khởi đi từ nhiều phía, khách quan cũng có, chủ quan cũng có. Nhưng mà nếu chúng ta luôn biết gắn kết với Thiên Chúa để kiếm các nguồn ân sủng tình yêu mà Ngài luôn tuôn đổ cho cuộc đời chúng ta, thì chắc có lẽ chúng ta sẽ sống ba mối tương quan này dễ dàng hơn. Kính thưa bà chị em, ba mối tương quan đồng nghĩa với ba việc mà chúng ta được mời gọi làm trong mỗi mùa chay, đó là cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Ba việc làm này đâu phải lần đầu tiên chúng ta được mời gọi, và đâu phải là chúng ta làm lần đầu tiên. Chúng ta đã làm rất nhiều năm rồi, nhưng mà chúng ta làm với tinh thần như thế nào? Có phải tinh thần là người con cái Thiên Chúa hay không? Có phải tinh thần là người Chúa yêu thương hay không? Có phải tinh thần nhìn nhận chúng ta là những người đầy tội lỗi, đầy yếu đuối, đầy thấp hèn, để chúng ta sám hối, để chúng ta chay tịnh, để chúng ta mỗi ngày sống xứng đáng với Thiên Chúa hơn hay không? Kính thưa bà chị em, Chúa Giêsu trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, trước khi Ngài công khai rao giảng tin mừng, Ngài phải chịu cám dỗ 40 đêm ngày ở trong sa mạc. Qua đó cho thấy người là một con người thật. Trong con người của Chúa Giêsu có hai bản tính: bản tính Thiên Chúa và bản tính con người. Và vì mang bản tính con người đó, cho nên Ngài phải chịu cám dỗ. Và Ngài đã vượt qua những cơn cám dỗ này khi Ngài ý thức Ngài là con cái Thiên Chúa. Ngài đang thi hành sứ vụ mà Chúa Cha đã trao phó cho Ngài. Và từ đó Ngài tin tưởng phó thác và chiến thắng cám dỗ. Từ đó chúng ta thấy được rằng khi chúng ta được Chúa gửi vào cuộc đời này, là chúng ta là những người con cái Thiên Chúa, và chúng ta được mời gọi thi hành sứ vụ sống với nhân sinh đó. Nhưng cho đến ngày hôm nay, chúng ta đã sống nhân sinh đó như thế nào? Chúng ta có sống đúng là người con cái Thiên Chúa không? Hay chúng ta đang sống là những người con cái thế gian? Chúa nói rồi, anh em ở những thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Anh em thuộc về Thiên Chúa, vì anh em là những con người được tuyển chọn qua cái đức rửa tội để trở thành những người con cái của Thiên Chúa. Và từ đó chúng ta cũng thấy một điều rằng cám dỗ là cái gì đó không thể không có trong cuộc đời này. Nó phải có. Để làm gì? Để chứng tỏ lòng tin của chúng ta, để nói lên cái sự kiên trì trong tình yêu của chúng ta.
Nếu thật sự chúng ta tin vào Chúa, nếu thật sự chúng ta kiên trì trong tình yêu đối với Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua cơn cám dỗ. Cám dỗ là chúng ta không còn là con cái Thiên Chúa nữa. Cám dỗ là chúng ta rời xa tình yêu của Thiên Chúa. Cám dỗ là chúng ta cảm thấy không cần đến Thiên Chúa trong một lúc nào đó của cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà thật sự có hỏi bạn chị em đang ngồi đây ấy, ở đây có ai nói là mình không cần Chúa không? Đâu có ai dám mạnh miệng nó tuyên bố câu đấy, đúng không ạ? Không chỉ chúng ta cần Chúa, mà nếu chúng ta nhìn lại trình của đức tin của chúng ta, thì chúng ta cảm thấy là không chỉ tôi rất cần lắm sự hỗ trợ, sự đồng hành, sự ban ơn của Chúa trong cuộc đời của tôi. Vì nếu ai đã trải nghiệm cuộc sống thì sẽ thấy được rằng có những thứ đó vượt quá tầm tay của chúng ta, đúng không ạ? Có những thứ con người chúng ta đâu muốn làm được. Và lúc đó chúng ta làm được, chúng ta làm gì? Chỉ biết chạy đến với Chúa, chỉ biết cầu nguyện thôi, làm việc đó, đúng không ạ? Vậy chứng tỏ trải qua như thế nào trong cuộc đời, dù cuộc sống nó ra sao, chúng ta luôn cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa để đứng tạo đến chúng ta. Ngài biết rõ từng người của người chúng ta thế nào, và Ngài cũng biết rõ như thế nào là tốt nhất, đẹp nhất, thích hợp nhất với chúng ta. Phần chúng ta hãy mở lòng ra để đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta. Những gì Thiên Chúa ban chúng ta không chỉ là những điều tốt đẹp, mà ngay cả những điều mà chúng ta trong cái trí hiểu con người thì coi chúng ta, nhưng nếu đó là thánh ý của Thiên Chúa thì nó sẽ dẫn chúng ta đến một bến bờ bình an hạnh phúc nếu như chúng ta có được. Nói một nghe vậy lắm đúng không bạn chị em? Thử coi thì biết liền cái gì, đúng không ạ? Nhưng mà không sao, chúng ta yếu đuối thì Chúa biết, chúng ta dễ sao ngã phạm tội thì Chúa rất tỏ từ người. Và khi ngày với chúng ta yếu đuối, ngày với chúng ta dễ sao ngã phạm tội thì Ngài làm gì? Ngài thêm sức mạnh cho chúng ta. Ngài thêm sức mạnh chúng ta bằng nhiều cách, bằng lời của Chúa để có thể cuộc đời chúng ta, bằng cái tính thánh thể nuôi dưỡng cuộc đời chúng ta, bằng các cái tính khác để phụ thúc những gì cần thiết trong cuộc đời của chúng ta, và rõ ràng cụ thể là bằng chính các mối tương quan mà Ngài đã đưa chúng ta vào để sống, sống với Chúa, sống với nhau và sống với chính bản thân của mình. Vậy thì những ngày đầu của mùa chay này, chúng ta cùng nhìn lại hành trình của những mùa chay chưa. Chúng ta đã làm được gì và chưa làm được gì? Để về mùa chay này chúng ta quyết tâm với Chúa, con sẽ cố gắng từng ngày một hoàn thiện bản thân, không là một ngày một, ngày hai, đúng không bạn chị em? Nhưng đó là một quá trình, một quá trình biến đổi từng ngày một, để trở nên những người đích thực to cái của Thiên Chúa, để trở nên những người thật sự tin vào quyền năng tình yêu của Thiên Chúa, để trở nên những người thật sự là những chứng nhân của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình và trong thế giới này, để ngay trong chính đau khổ, chính bệnh tật, chính những thử thách, chính những khó khăn, chính những cám dỗ, chúng ta vẫn luôn yên vững vì luôn có Chúa đồng hành. Và chúng ta cũng có sẵn tin rằng Chúa Giêsu trong tâm hồn con người, Ngài đã vượt qua những cám dỗ đó nhờ sự tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng tình yêu của Thiên Chúa. Và từ đó chúng ta là những người con cái của Ngài, chúng ta bước theo Ngài, bước theo Ngài trong con đường đức tin, bước theo Ngài trong con đường tình yêu, để rồi chiến thắng tất cả những gì ngăn cản chúng ta là những người con cái Thiên Chúa. Xin Chúa tiếp tục đồng hành, xin Chúa tiếp tục hướng dẫn, và nhất là xin Chúa hãy luôn yêu thương mỗi người chúng ta, dù chúng ta luôn tỏ ra cứng đầu, luôn tỏ ra bất xứng, nhưng xin Chúa hãy luôn yêu thương cái sự cứng đầu đó, hãy yêu thương luôn cái sự bất xứng đó, để làm chúng ta được mềm lòng, để làm chúng ta trở nên thật sự xứng đáng là những người con cái của Chúa, thật sự xứng đáng với những ơn lành mà chúng đang hàng tôn ở trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta xứng đáng cánh trái trong chính cuộc đời của mình và cho những người xung quanh của mình.
Tôi tin một Chúa.